3, tháng của những trái bông gòn bắt đầu chín khô từng đợt và tự bung vỏ của nó dưới cái nắng khô hanh của giao mùa. Khi trái bông gòn bung vỏ, gió sẽ làm tươi những sợi bông gòn tung bay trong gió, tạo nên một hình ảnh chân quê bình dị, vô cùng thú vị với những ai một lần tình cờ trông thấy. Và thật hiếm khi có ai đó trông thấy những trái bông gòn bung tất cả vỏ mà vẫn giữ được các sớ bông quanh nó. Hình ảnh trái bông gòn trắng tinh đung đưa trong nắng dưới những tán lá xanh mướt của cây gòn thật sự cho chúng tôi, những người con của vùng miệt thứ, nhiều cảm xúc. Bông gòn rất nhẹ, mềm và mỏng. Những sợi tơ trắng này người Anh gọi là siêu cô tông. Sợi bông gòn có màu trắng rất mịn. Nó mọc ra từ lớp nội quả bì, kéo dài và quyện vào nhau, bao ôm lấy các hạt. Người Trung Hoa rất coi trọng sợi bông gòn. Với họ, đó là một sợi tốt và quý nên gọi là cát bối. Ở miệt thứ quê tôi, gối bán đầy ở chợ, nhưng các bà, các mẹ vẫn ngồi tỉ mỉ nhồi những sợi bông gòn thành từng chiếc gối gòn cho gia đình, đặc biệt là những đứa cháu bé nhỏ có được giấc ngủ say nồng. Những chiếc gối nhồi gòn nằm rất êm, mềm và bền, lại giặt rất mau khô. Chúng tôi, những đứa trẻ sinh ra và lớn lên ở vùng nông thôn, đã ngon giấc đung đưa trên cánh võng với chiếc gối gòn mộc mạc chân quê này.